Mày Duyên kể đi, sao? Cái gì? Kể ba nghe rồi, tự kể làm xuống rồi. Ba đâu biết cái giai đoạn đó là gì đâu, kể là coi. Bữa nay ngày 19 tháng 12, 2021, hai gái qua bên xưởng phụ làm ship áo, rồi sao nữa? Jennifer sao? Jennifer là nhỏ. Jennifer là sếp. Mình sở quen rồi, cái tới giai đoạn đó, cái phô ship thì mình xong rồi. Cái mấy cái đầm hoàn toàn mới ủ ra, sở quen. Cái phơi nằm xuống phơi sỏ, phơi bấm, được sỏ. Cái em hỏi con sao con đang làm, con nằm xuống, con không làm. Cái công đoạn này là nằm xuống làm vẫn được. Mẹ ngồi ngủ, mẹ ngồi ngủ con ngủ gục. Nào, chỗ này là mình là phải nằm. Không ngồi nào, ngồi nhìn lên nó ngủ không có con. Rồi sao? Không có. Cảm thấy con có buồn ngủ không? Có nghĩa là kết luận lại là Jennifer rất là làm biến phải không? Đúng rồi, nhưng mà là biến nhất thầy. Hả? Là biến nhất thầy. Có lượng được một cục giải. Cộng râu cũng không cơm. Rồi, goodbye to you again ha. Hai mắm. Còn đâu muốn cơm dài thiệt. Ba mắm. Còn kia là thằng mắm. hai thằng mắm. Mày đi thằng mắm.